Theo chính quyền địa phương, vụ sạt lở đất xảy ra trên một ngọn núi cao tại một trạm lâm nghiệp ở quận Kim Khẩu Hà, gần thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Vụ việc xảy ra lúc 6 giờ sáng 4 tháng 6 theo giờ địa phương, tức 5 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Chính quyền địa phương cho biết, tính đến 15 giờ 30 phút đã tìm thấy thi thể của 14 nạn nhân, trong khi 5 người vẫn mất tích. Theo hãng tin AFP, giới chức trách đã gửi hơn 180 người và hàng chục thiết bị cứu hộ đến hiện trường. Theo thông báo từ chính quyền Tứ Xuyên, hiện tại công tác tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành khẩn trương. Địa điểm này nằm ở vùng núi cách thủ phủ Thành Đô của Tứ Xuyên khoảng 240 km về phía nam. Sạt lở đất là mối đe dọa thường trực ở các vùng nông thôn và miền núi của Trung Quốc, đặc biệt là trong những tháng hè mưa nhiều. Theo AFP, Kim Khẩu Hà với khoảng 40.000 người nằm giữa những ngọn núi xanh tươi và một con sông rộng. Nền kinh tế của quận này chủ yếu dựa vào lâm nghiệp, sản xuất điện, nông nghiệp và các ngành công nghiệp khác. Phần lớn các địa phương tại Tứ Xuyên đặc biệt dễ bị thiên tai vì nằm ở vị trí xa xôi và có nhiều rừng rậm bao quanh.